Chào các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách đọc tên amino acid theo danh pháp quốc tế. Thứ nhất là mục nhỏ, định nghĩa. Amino acid. Là hợp chất hữu cơ. Là hợp chất hữu cơ. Trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino là nhóm NH2 và nhóm carboxin carbonin COH. Trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino, tức là nhóm NH2 và nhóm carbonin carboxin nha, carboxin. Và nhóm carboxin là nhóm COOH nha. Amino acid là hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxin. Nhóm amino là nhóm NH2, còn nhóm carboxin là nhóm COOH. Rồi. Và chúng ta có cái công thức tổng quát của nó này. Đây là R. Bên này là NH2. Cho là M lần đi. Và bên này là nhóm COOH. COOH là N lần. Được không? Rồi, ví dụ như M bằng N đó thì pH nó bằng 7. Còn nếu M mà lớn hơn N đó, thì tính bao giờ nó trội hơn tính axit, do đó pH lớn 7. Còn nếu N mà lớn hơn M đó, tính axit trội hơn tính bao giờ, vậy thì pH nhỏ hơn 7. Rồi. Hai nhỏ đồng phân. Đồng phân này, đồng phân thì có cái mạch carbon như vậy, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C này, 6C, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thêm 1C nữa, 7C đi. Rồi chúng ta đã đánh... có hai cách đánh số này, có hai cách, đó là cách thứ nhất là đánh số, cách thứ hai là đánh chữ. Rồi đánh số trước này, đây là C1, đây là C2. À, đánh số thì đánh từ bên đâu? Đánh số đánh từ bên COH nha. Đánh từ bên COH này. Đây là C1 này. C2. Đây là C3, C4, C5, C6, C7. Đánh số đánh từ bên bên nhóm chất carboxin nha. Còn đánh chữ nè, đánh chữ đánh từ carbon số 2. Nhớ nha, carbon số 2 đánh từ carbon số 2 này nè. Chữ alpha này. Đánh chữ beta. Carbon số 3 là beta, carbon số 4 là gamma, alpha, beta, gamma. Và tiếp theo là gì đây? Tiếp theo là gì đây? Là chữ chữ mà trong hóa học là gọi là gì? Sigma đó, chưa? Liên kết đơn sigma này. Sigma. Và tiếp theo là epsilon. Và cuối cùng là omega. Alpha, beta, gamma, sigma, epsilon và omega. Còn đánh số đánh từ nhóm COH là C1 này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu về tên thay thế. Tên thay thế và tên báo hệ thống. Mình có là tên thay thế và tên báo hệ thống. Tên thay thế.
tên thay thế này, tên thay thế là chúng ta có là vị trí, vị trí đây là 23 đó, bắt đầu số 2 này, vị trí 2,3 chấm 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 hay là 4 5 vân vân rồi đó, và gán với nhóm NH2. Được chưa? Cộng cho amino và cộng tiếp cho tên thay thế, tên thay thế nha, cộng cho tên thay thế, cộng cho tên thay thế của carboxylic acid vị trí 23 chấm 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 này, gán với nhóm NH2, cộng cho amino, cộng cho tên thay thế của carboxylic acid, rồi tên thay thế nha, rồi công thức, và thứ hai là tên bán hệ thống, tên bán hệ thống. Nó có hai tên, đó là tên thay thế và tên bán hệ thống. Rồi tên bán hệ thống này là vị trí, alpha này, beta hay là gamma vân vân của nhóm NH2, của nhóm NH2 cộng cho amino, cộng cho tên thường, nha, tên thường đi, cộng cái tên thường của carboxylic acid ở trên là tên thay thế, còn ở dưới tên thường, bán hệ thống là tên thường nha, tên thường của axit carboxylic, còn tên thay thế thì giống như cái đề nó là tên thay thế thôi, tên thay thế thì nó là cộng cho tên thay thế của carboxylic acid, còn tên bán hệ thống là tên thường của carboxylic acid. Rồi và chúng ta cần nhớ thầy công thức, công thức chung của amino axit no đơn, chất á, công thức chung của amino axit no đơn chất có một nhóm COOH và một nhóm NH2 là gì đây? Là CN H2N cộng cho một O2N. Và điều kiện ở đây là N lớn bằng 2. N lớn bằng 2 nha. Rồi, bây giờ với n bằng 2 nè, n bằng 2 đi. N bằng 2. Thì công thức phân tử sẽ là gì? Công thức phân tử của nó sẽ là thay vô đây này, được là C2 này. H này 2 nhân 2 là 4, cộng 1 là 5, C2H5 O2N. Công thức phân tử là C2H5O2N. Từ đây mình sẽ được công thức cấu tạo sẽ là gì? Công thức cấu tạo sẽ là nó có một nhóm NH2 này,
Đây nữa, khai đây. Liên kết với nhóm CH2 và liên kết tiếp với nhóm COH, được chưa? Cấu tạo của nó này. Thì đây cái mạch này 2C thì không đánh vị trí nha. Không đến vị trí NH2 nha, nhớ nha. Chỉnh có hai tay, đó là tay thay thế. Là gì đây? Amino. Amino. Amino thấy chưa? Có nhóm NH2 là amino. Mạnh đi 2C thấy không? Đây này, đó, hai carbon này, đọc là ethan. Bỏ ai nha. Ethan OX, thêm đây OX nha, OX vào axit, axit á, vậy amino ethanoic axit nha, bỏ vị trí đi, không cần vị trí thì đọc là amino này, tên thay thế của carboxylic axit đây là ethanoic và thêm chữ axit nữa là xong, đây chính là tên thay thế nha, đây là tên thay thế và tên tiếp theo là tên bán hệ thống là gì đây, tên bán hệ thống thì nó vị trí alpha beta gắn với nhóm NH2 của nhóm NH2 đó cộng cho amino cộng tên thường của carboxylic acid và cái này thì không cần đánh số cho nên không cần đánh chữ cho nên mình bỏ qua đi, bỏ qua nha, nó có 2C là không cần. Bài đọc là amino 2C là acetic, acetic, acid, amino acetic acid đó là tên bán hệ thống, tên bán hệ thống nha. Thay thế cái TT đi, dễ này, bán hệ thống là ghi B BHT nha. Rồi, thì tiếp theo với N bằng 3. N bằng 3 nha. N bằng 3. Công thức phân tử sẽ là C mấy? CnH2n cộng CnH2n cộng 1 cộng 1 O2N thì nó là C3, 2 nhân 3 là 6 cộng 1 là 7, C3H7 O2N và đây mình có được là hai đồng phân nha, này có hai đồng phân bắt đầu từ C3 là có đồng phân rồi, hai đồng phân, đồng phân thứ nhất này số này nó hai đây, rồi này có hai đồng phân nha, tiếp theo này nó hai nó vào vị trí đầu tiên này, bìa này thấy không, ở bên bìa đó, rồi mình điền điền hydro vào. Một gạch là CH3. Chỗ này ba gạch là CH. Hai gạch là CH2. Hai gạch là CH2. Ok chưa? Đủ chưa? Đếm thấy đủ này. C3H5 7 đủ rồi. C3H7O2N. U cộng đúng rồi, đúng rồi. Đọc tên nè. Tên có hai tên, đó là thay thế. Và tên thứ hai là bán hệ thống. Rồi nếu mà tên thay thế thì chúng ta sẽ đánh số vào, đây là số mấy đây, số 1 này, này là số 2, đây là số 3, được không, phải nói là cái vị trí nhóm NH2 là ở vị trí số 2 thế à, nhóm NH2 ở vị trí số 2 đọc là 2, 2 gạch amino, hai amino mạch này còn lại là mạch mạch chính là 3C đúng chưa, hai amino cái này mạch này 3C không phải mạch chính nha, 3C, 3C đọc là gì,
pro pro proban á, bỏ e ở cuối proban, thêm ở đây là ox ox và cộng cho axit, vậy là hai amino probanoic acid. Còn tên bó hệ thống thì chúng ta đánh chữ vào đây là chữ alpha này, alpha đâu, alpha đây này, yeah. Alpha đánh vào carbon số 2 nha, beta là carbon số 3 và nó là alpha, vị trí alpha này NH2 ở alpha, vậy đó là alpha amino. Amino đây là ba C thì đọc là bro, bro gì, bro bionic, nhớ nha, bro bionic acid, nhớ chưa? Nếu mà đọc tên báo hệ thống đó thì nhớ là acid kia phải là tên gì, tên tên thường đúng không, tên thường, tên thường này chắc này thay thế này, tên thay thế và tên bán hệ thống. Tên thay thế thì đánh chữ vào, đánh số vào, xin lỗi, đánh số vào, số mấy đây, số 1 đánh từ COH, đây là số 2, đây là số 3, rồi đọc nè. Cái nhóm NH2 ở vị trí số 3, đọc là 3. Tương tự thôi, thay số 2 bằng số 3, chữ alpha thay bằng beta. Đây này. Đây là alpha này. Đúng không? Đây sẽ là beta. Alpha đánh vào carbon số 2. Còn beta là carbon số 3 nha. Đây là beta này, đó. Thay thay được ha. Amino, 3 amino. Probanoic acid. Nó là beta amino. Pro B. B nha, onic acid. Rồi nó có hai đồng phân, đọc xong rồi. Tiếp theo là bằng 4. Công thức phân tử của nó sẽ là C4 còn H là 2 nhân 4 cộng 1 là H9 O2N. Này thì có 5 đồng phân. 5 đồng phân nha. 5 đồng phân. Rồi, đồng phân thứ nhất nè. 1 là C. 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 COH. Rồi nhóm NH2 đến vào chỗ này. Một đồng phân chưa? Một đồng phân. Tiếp theo là 2 nè. C, C. Giờ cái nhóm NH2 nó vào vị trí này. Thấy chưa? Từ trái có phải là số 2 nè. Bon số 2. Giờ qua đây. Giờ qua đây nè. Giờ qua này. Rồi tiếp tục C. COH. Rồi đồng phân số 3 này. CC. Chỗ này nó NH2 nha, NH2. CC rồi C. COH. Đồng phân thứ 3. Đồng phân thứ 4 đó là C. C. Là nhóm NH2 này. Xuống nhánh CH3 và COH. Đồng thứ tư rồi đó, đồng phân cuối cùng là thứ năm. CC NH2 ngoài đây. CH xuống nhánh CH3 và COH, đủ chưa? Ba vị trí này dễ đúng không? Này, giờ qua này và này. Còn cái này thì các bóng một C.
cái bắt một xe bỏ đây, còn giờ vị trí nhóm nợ hai nó nợ ở một bìa, ở bìa này và nợ trên này gần với nó liên kết với gần một cái nhóm CH3 luôn. Rồi đủ 5 đồng phân không trùng nha. Điền H vào cái này điền là CH3 này, này CH2, này CH, CH3 này, CH, CH2, 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 CH3, này CH2. Rồi xong rồi, đọc tên. Tên thì có hai tên, mà tên bán hệ thống và tên thay thế. Rồi tên ở trên là thay thế này. Thay thế thì nó là thay thế đi, bán hệ thống. Tên thay thế thì phải cần đánh đánh số. Đây là số 1, này số 2, số 3 và số 4. Được chưa? Đọc này. Nhóm nợ 2 ở vị trí cột bông số 2, đọc là 2 amino. 2 amino. 4 C thế chưa? Là butan á, butan. Bỏ chữ A đi. Và thêm vào là OX. Và cộng cho axit. Vậy 2 amino butanoic, đọc ghép lại là butanoic axit, 2 amino butanoic axit. Còn tên bán hệ thống là đánh chữ vào. Và bắt đầu chữ alpha là ở cặp bông số 2 nè. Bông số 1, số 2 đây, alpha. Đó. Mình đọc là alpha. Kèm với chữ amino. Alpha amino và mạch này 4C thôi. Vẫn là bu, nhớ là không được đọc butan nha. Đọc là buti. Tên thường mà, butyric. Alpha amino butyric acid. Nhớ nha. Acid ghi sai rồi. Alpha amino butyric acid. Butyric acid. Rồi đồng phân thứ hai này, bắt đầu đánh đánh số là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4. Còn chữ chỗ này là sẽ là alpha này, này beta. Được chưa? Rồi tên thay thế và tên thứ hai là tên bán hệ thống. Tên thay thế của nó là đọc là gì? Nhóm nợ 2 ở vị trí số 3, đọc là 3. 3 amino. 3 amino. Mạch này 4C. Tương tự thôi, giống ở trên, thay số 2 bằng số 3, alpha bằng beta thôi. Butyric acid. Tên bán hệ thống của nó là beta amino butyric acid. Được không? Đồng phân thứ ba. Rồi bắt đầu đến số này, số 1, số 2, số 3, số 4. Còn chữ thì nó là bắt đầu từ cái bông số 2 là alpha, beta, đây là gamma nha. Gamma. Được không? Alpha, beta thì gamma thôi. Rồi nhóm nợ 2 ở vị trí số số 4 đọc là gì? Thay thế này. Bán hệ thống. Và là 4 amino. Rồi mạch này vẫn là 4C. 4 amino gì đây? Butanoic acid. Còn tên bán hệ thống của nó là đánh đánh ở đây là chữ alpha beta gamma đó, đặt là gamma amino butyric acid. Rồi đồng phân thứ tư, đầu tiên đánh số vào số 1 nè, này số 2, số 3. Còn chữ thì đây, chỗ này là có bông số 2 là chữ alpha. Đọc tên thì tên thay thế và tên bán hệ thống. Tên thay thế nó là đọc số này là 2 2 amino.
hai amino. Tiếp tục đọc nhánh này, vị trí nhánh là số 2 luôn, thấy không? Nhóm CH3 là đọc là methyl, hai amino hai methyl. Vậy còn lại mạch này là mạch chính là 3C này, 3C là proban nha, proban bỏ ai, pro ba dạ OX đó, probanoic và cộng cho axit, vậy là hai amino hai methyl probanoic axit. Tên báo hệ thống chỗ này là gì? Alpha amino. Và đây là có C gắn CH3 đặt là iso nha, iso azo butyric acid alpha amino butyric acid. Rồi đồng phân thứ 5, đến đến số trước này là 1 2 3, còn chữ thì nó là sẽ là chỗ này là chữ alpha này, beta này. Và là tên thay thế sẽ là gì? Nhóm nào khai ở vị trí số 3 đọc là 3 amino. 3 amino nha. Rồi có nhóm thế CH3 này gạch 2 methyl. Được chưa? 2 methyl. Đọc liền ở đây liền nha. Bro. Hết chưa ghi đâu. 2 methyl bro ban này bỏ ai ở cuối và thêm đây là OX và cộng cho axit. Vậy là 3 amino 2 methyl bro banoic axit. Còn tên bán hệ thống nó là beta này. Beta amino. Beta amino. Beta amino rồi gạch này tương tự thôi, đọc là 2 methyl. Vị trí nhóm thế, tên nhóm thế, vị trí số 2, tên của nó là methyl bro gì đây, iso nhé, iso iso CH gắn CH3 là iso 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 đọc luôn 4C nha. Iso thì bu ti ric acid beta amino 2 met nhầm rồi đọc tên thường mà, vậy là đọc là beta này amino, đọc luôn cái này iso thì bỏ qua mấy methyl rồi, vậy là iso beta amino iso bu ti ric acid. Yeah. Và tiếp theo là 5 amino acid có trong tự nhiên. Cái này thường gặp nha, cái này quan trọng lắm đó. Học thuộc. Thường gặp. Nhớ là học thuộc nha. Học thuộc. Rồi. Thứ nhất là ba mặt, đây là mặt 2C nhá, 2C. Này xuống nhánh, xuống này là CH NH2 nha, xuống NH2 này, gắn NH2. Này là CH H2 này, này là COOH. Được chưa? CH2 NH2 COOH. Này là gì? Tên của nó là glycine. Glycine nha. Và nó có M lớn của nó đó. Khối lượng phân tử là 75. Thứ hai này CH NH2 COH, này CH3, tên này là alanin, và mà lớn của nó là bao nhiêu đây, là 89.
Và người ta ghi tag cái này là chính là Gly nha, Gly. Ghi tag là Ala. Rồi. Amino tiếp theo đó là CH3. CH có nhánh CH3 này. Này tiếp tục là CH gắn với NH2 và COH. Được không? Được chưa nè? Ta có thể đọc là cái này là nó có hai cái tên nha. Tên báo hệ thống và tên thay thế. Tên thay thế của nó là gì đây? Từ từ ghi cái tên thường gọi này là gọi là Valin. Tên thường gọi là Valin nha, Valin. Và em mà lớn của nó đó là bằng 117. Tên viết test là van. Van á, van. Và nó có hai cái tên, đó là tên thay thế và tên báo hệ thống. Tên thay thế là 2. Đặt đây này, đánh số này là 1 này. 2 này, thấy chưa? 3, 4. Còn đánh chữ thì bắt đầu có số 2 là alpha. Vậy là 2 amino. Rồi nhóm thế đây là ở vị trí số 3 này là 3. Tên nhóm thế là CH3 là methyl. 3 methyl. Và mạch này mạch chính là 4C, đúng không? 4C đọc là buta. Butan á, bỏ e. Và là butan này. Thêm đây là OX. Và cộng cho axit. Vậy là 2 amino 3 methyl butanoic acid. Ok chưa? Còn tên báo hệ thống của nó là alpha. Alpha amino. Và đây là iso này. Thấy không? CH gắn CH3 là iso. Iso cái này là còn lại là 1 2 3 4 5 C. Người ta đọc là valeric. Nhớ nha. Nó hơi lạ một tí này. Isovaleric. Isovaleric tổng là 5C, thấy chưa? Isovaleric acid. Rồi. Tiếp theo này. C CH3 CH2 CH2 chỗ này là CH gắn với NH2 này và gắn với COH. Đánh chữ vô, đánh số trước này, số là 1 2 3 4 5, còn chữ này là alpha. Nên người ta gọi là gì? Ta gọi là glutamic acid. Tên thường gọi là glutamic acid. Viết tắt là glu. Rồi đọc tên nè. Nó có hai tên, đó là tên thay thế báo hệ thống. Thay thế thì đọc vị trí số 2 đọc là 2. 2 gì đây? Amino. 2 amino. Và đây là có 5C. Đúng không? 5C đọc là ben. Benta. 5 nha. Xin lỗi, cái glutamic nó có là hai nhóm COH nữa chứ. Bên này nó có một nhóm COH nữa nè. Từ từ. Nó ghi sai rồi. Bên này là COH, cái này là có hai nhóm này. Bên này là COH chứ không phải là CH3. Bên này là COH nha,
COH đó là số 5 này, một số 5. Vậy là hai đọc sai rồi, đọc sai rồi. Này xóa đi. Vậy là từ từ 1 2 3 4 5. 5 mà. Mà sau là còn lại 5 xe mà. Rồi rồi, từ từ. Đọc đọc vị trí amino trước, đọc là 2. Amino nha. Đọc amino trước nè. Đọc amino trước là 2 amino. Và mạch này là mấy C? 5C mà là bentan. Bentan là nó thuộc đa chất rồi, chúng ta giữ an nha, lấy an luôn. Bentan có an nha. Hai amino bentan có an. Lưu ý là có an chứ không là sai á. Hai amino bentan gạch vị trí nhóm COH là 1,5. 1,5. Đi đi nha. Đi OX axit. Hai amino bentan 1,5 dioxide axit. Rồi tên thứ hai là tên bón hệ thống. Bón hệ thống là gì? Chỗ này nó có là gì biết không? Alpha đúng không? Nó là alpha. Alpha amino. Alpha amino glutaric. Hơi khác một tí nha, glutaric. Glutaric. Amino glutaric axit. Alpha amino này thấy không? Glutaric axit. Rồi. Chất cuối cùng. 1 2 3 4 5 này. Thấy không? 5 chất. Chất cuối cùng là C này, gán NH2 chỗ này. Đầu CH2. 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 Ba nhóm CH2 nha. Ba này bốn, bốn luôn chứ. Bốn nhóm CH2 á. 1 2 3 4 đây CH2 luôn nè. Đủ rồi, bốn CH2. Tiếp tục là nhóm CH gắn với NH2 và COH. Rồi cái này ta thường hay gọi là lysine. Lysine á. Lysine. Được chưa? Lysine. Gọi là LAX. Chưa? Lysine và tên nó viết tắt là LAX nha. Rồi. Và chúng ta có hai cái tên đó là tên thay thế và tên bón hệ thống. Đánh số vào đây là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Còn tên bón hệ thống thì đánh chữ. Chỗ này là carbon số 2 là alpha này. Này beta, gamma. Đúng không? Còn đây là sigma và ở đây cuối cùng là gì? Omega. À, cái này là cuối cùng sẽ là alpha beta này, gamma này. Gamma đúng không? Alpha beta gamma, alpha này, từ được alpha beta gamma này. Chỗ này là sigma. Chỗ này là epsilon này, epsilon. Được chưa? Rồi, đọc tên. Vị trí nhóm NH2 là ở vị trí 26 nha. Nhóm NH2 ở vị trí 26 đọc là 2,6. Đi. Hai là đi. Amino. 26 đi amino. Và mạch này là 1 2 3 4 5 6. Đúng chưa? 6 là hết. Hết san đó. Hết san. Bỏ E nha. Thêm đây là OX.
axit 26 diamino hexanoic axit. Còn tên báo hệ thống nó là vị trí nhóm nở khai là alpha và epsilon, hay là alpha phải epsilon gạch này đi đi amino, và người ta đọc 1 2 3 4 5 6 thì đọc là coproic nha, copro ic acid alpha epsilon đi amino coproic. Nhớ này, tên cái tên mà bón hệ thống á của mạch 4C, đây 4C mà có 4 thấy không? Axit 4C đọc là valeric, axit 4C là valeric này. Còn nếu mà 5C á đọc là glutamic, thấy không? 1 2 3 4 5. Còn 6C á người ta đọc là caproic nha. Nhớ cái này glutamic á, cái chỗ này glutaric á là cái axit này là nó có hai nhóm COH nha. Còn cái này là có cái mạch này có gì? Một nhóm COH thôi. Mình phải nhớ. Được không? Và có tóm lại chúng ta có 5 amino acid có trong tự nhiên cần phải học thuộc. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.